Rồi, ở trên cái giao diện điện thoại thì bạn bấm vào cái trình duyệt Google Chrome nha. Rồi sau đó bạn bấm vào cái dấu 3 chấm ở bên góc phải nè, bấm vào đây. Xong rồi bạn chọn vào cái chỗ trang web cho máy tính. Rồi ok, thì các bước tiếp theo thì bạn sẽ làm giống y chang như là anh hướng dẫn làm trên máy tính luôn. Bởi vì cái giao diện trên máy tính và cái giao diện trên cái Google Chrome trên điện thoại này là bây giờ là sẽ bắt đầu giống nhau rồi. Rồi, thì bây giờ cái giao diện giữa điện thoại và trên máy tính nó sẽ bắt đầu nó giống nhau rồi đó. Bạn sẽ truy cập vào gmail.com. Bạn đăng nhập cái tài khoản kênh YouTube của bạn vô nha. Bạn đăng nhập cái tài khoản kênh YouTube của bạn vô gmail.com nha. Xong bạn bấm vào cái phần này nè. Chọn vào phần tài khoản. Tiếp theo bạn chọn phần bảo mật. Rồi bây giờ kéo xuống dưới nha. Bạn sẽ chọn vào sử dụng điện thoại đăng nhập này. Bấm vào thiết lập này. Bấm mật khẩu vô. Rồi, bây giờ bạn sẽ mở cái điện thoại của bạn lên. Mở mạng lên nha. Bấm vào thử lại nè. Ok, rồi bạn bấm vào nút tiếp theo. Chọn tiếp theo luôn. Trên điện thoại nó sẽ báo. Thì bạn mở điện thoại lên và bạn bấm vào nút có. Rồi bây giờ bạn sẽ bấm vào cái nút bật ở đây nè. Ok, như vậy là bạn đã bật được một cái tính năng là xét duyệt đăng nhập trên điện thoại. Bây giờ mình quay ra ngoài nha. Rồi bạn sẽ tìm đến cái phần xác minh 2 bước này, bấm vào đây. Bấm vào bắt đầu. Chọn ok luôn. Chọn vào đây hiển thị thêm tùy chọn này. Bạn có thể chọn là cái mục tin nhắn văn bản. Rồi, bạn kiểm tra cái số điện thoại này có đúng hay chưa. Nếu mà đúng rồi á thì sẽ chọn vào cái tiếp theo. Rồi bạn đợi trên điện thoại nó sẽ gửi về một cái tin nhắn. Bạn nhập cái mã trên điện thoại vô đây. Xong bấm vào nút tiếp theo. Rồi tại đây bấm nút bật. Ok, như vậy là bạn đã làm một cái thao tác gọi là đăng nhập hai lớp xác minh 2 bước cho tài khoản Gmail rồi nha. Tiếp theo bạn sẽ kiểm tra cái phần này, email khôi phục. Nếu mà có email khôi phục thì nhập vào đây. Tức là có thêm một cái email thứ hai đó, mà email đó thì cũng phải bảo mật luôn nha. Bảo mật giống y như email này luôn. Thì mình sẽ cho cái phần email khôi phục này, mình cho chéo nhau, thằng này nó sẽ chéo qua thằng kia và thằng kia nó chéo lại thằng này. Rồi tại đây kéo xuống phần này, bạn sẽ tìm đến cái thiết bị của bạn này, chọn vào quản lý thiết bị này. Ở đây nếu mà nhìn thấy cái phần nào mà thiết bị lạ thì bấm vào đây nha, xong chọn đăng xuất. Còn nếu như mà những thiết bị này là của bạn này thôi để im, không cần phải đăng xuất. Tiếp theo đến cái phần ứng dụng này, chọn vào quản lý quyền. Rồi xem ở đây, nếu mà ứng dụng nào lạ thì ví dụ như ứng dụng này là ứng dụng lạ đi, thì mình bấm vào đây, mình chọn xóa quyền truy cập. Ok, thì như vậy đã hướng dẫn xong cho bạn cái cách bảo mật tài khoản Gmail để tránh cái trường hợp rủi ro sau này ha. Thì Gmail và YouTube nó có liên quan đến nhau, cho nên là khi mà bạn bảo mật trên Gmail thì cũng chính là bạn bảo mật cho kênh YouTube rồi đó. Rồi thì những video lần sau anh sẽ hướng dẫn những cái thủ thuật khác về YouTube hay hơn. Thì nếu mà bạn quan tâm thì nhớ bấm vào cái nút đăng ký rồi bấm hình cái chuông để nhận được những cái video thông báo mới nhất của anh. Cảm ơn bạn đã xem video này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong những cái video lần sau.